Thôi đâm đàng hoàng đi. Này. Bạn làm gì đây? Cái sáo nó tuột ra ấy mà. Sáo tuột ra. Bạn làm thêm được đâu. Kéo lại lần nữa đi để tôi chằng lại cái sáo cho. Cái sáo nó tuột ra tôi vừa để test thử diều đã. Bạn cho đâu? Bạn cho đâm ngược như này. Thế là sao được? Đâm ngược đâu? Ấy lại đi, ấy lại. Giờ tôi chỉnh xong tôi chỉnh nhầm bạn... đấy. Thằng đặt châu kia mày. Mày đấy. Tao không biết gì cả, tao không biết gì cả, tao chỉ biết quay thôi. Đặt đi quay thôi. Đặt camera đứng yên mà. Thôi cứ bạn tin tôi thử tưởng tôi lần nữa rồi, đúng lần nữa rồi anh em với nhau. Bạn đùa chứ. Đây, bây giờ nó thẳng. Đúng lần này nữa là đâm thẳng nha các bạn nhé. Mình chỉ đâm một lần duy nhất cho các bạn xem. Xem là thanh niên Thuận tin mình không các bạn nhé. Mình đặt cho cái niềm tin và gieo cho cái hy vọng. Ôi giời ơi. Đây đây, kéo nhá. Này đây đây đây. Mình đâm như này nhá. Này. 1 2 3 áo lên. Không lên ngược được đâu. Con này đuôi nó to quá. Không đuổi đâu. Ai đùa bạn làm gì? Thôi. Lên này này. Kéo lên này này, một lần nữa này. Cày thi xong mãi mà mình không chung được ấy. Rồi lên lại các bạn nhá. Bị làm sao rồi đấy? Lên này, 1, 2, 3, lên. Anh biết chán rồi các bạn ạ. Nãy tôi đùa các bạn thế. Hay. Bạn phá con diều tôi như thế kia. Tôi phá đâu? Con diều của tôi làm cái đăng lên. Bây giờ bạn vào bạn phá của tôi ra như này. Không phá nữa, thề không phá nữa. Cái gì mà không phá nữa xong. Đây bây giờ sáu bạn để đây. Hả? Hả? Thế đây giờ bây giờ bạn đâm ngược thế nó lên làm sao được. Tôi biết là thế nhưng mà tôi chỉ đùa bạn tí thôi. Mấy khi anh em đùa nhau đúng không? Đùa cái gì mà con diều. Bạn biết nó cày xuống đây tôi rất là sót diều. Đây vậy thôi đây xin lỗi bạn. Xin thôi để xin lỗi bạn giờ tôi sẽ đâm đúng chiều diều nhá. Đúng chiều diều xong cái ấy sáo đi. Ok giờ đâm chiều sáo bạn vẫn giữ cái diều tôi nhá. Nắng con đen ra. Sợ đen ra lắm. Mày đứng que mày không bảo nó. Tao chỉ biết quay thôi, tao phải nhìn nó cam chứ tao sao mà biết được điều như nào. Toàn đâm ngược thôi. đùa nhau ấy. Mấy bà cứ cười. Đùa tí thôi anh em nhá. Cái gì? Bạn có buồn không? Tôi buồn bởi vì con làm con diều này tôi làm tâm huyết lắm ý. Cứ từ từ. Cái gì cũng khoai nó nhừ các bạn ạ. Đấy các bạn nhá, mình rất là tức luôn. Bởi vì mình đang hóng nó lên lắm rồi. Yên tâm đây, bây giờ nhá. Con này chắc chắn là lên để tôi buộc lại sáo cho mà xem. Vừa xong thì buộc như nào nhỉ? Nhéo mẹ. Bạn nhanh nhanh lên. Tôi không chịu nữa rồi. Con diều tôi làm tôi muốn đâm lên lắm rồi. Đây đây tôi xin cái này mình bẻ lấy làm hai này. Đây bẻ làm hai. Đấy, siêu phẩm kìa. Đây. Giờ là tôi sẽ đâm lại cho bạn nha. Bạn cứ tin tưởng tôi đúng lần cuối. Lần này tôi sẽ không để làm bạn thất vọng đâu. Bạn chạy về đi. Rồi. Cứ chạy về đi. Yên tâm nha. Giờ lần này là lần quyết định uy tín luôn. Đấy, ông một gặp một ông em trưởng Trẻ Châu. Đây là trưởng Trẻ Châu nha. Em thả diều, em thả diều lâu chưa? À, cũng biết anh là ai không? Ok luôn. À, có con diều mini hàng rất là chất chơi nhá. Đây, con này hàng em giật tay được không? Được. Thả dây chỉ luôn. Nào, bây giờ là nên lại con diều cho bạn Thuận nhá. Ok, nãy giờ trêu bạn ấy đủ rồi thì mình sẽ đâm con này cho các bạn xem nhá. Lên này. 2 3 lên. Vậy cái đuôi yếu. Nên được rồi nha các bạn nhá. Lên luôn. Cái đuôi yếu, cái đuôi có khi phải tát lại. Cái đuôi này, cái đuôi phần dưới nó hơi mềm. Ờ. Chắc là vẫn lên được. Đó vẫn đang lên nha các bạn ơi. Đây đây. Này quay cho các bạn xem con diều mini của ông em này. Chưa sao. Năm nay hỏng lớp mấy này em? Năm. Hỏng lớp 5 à? Chơi diều lâu chưa? Lâu. À đủ. Chơi diều nào à? Con diều này mini của ông em nhé. Đây, bao nhiêu cm đây? Ai dù. Lần đầu gặp con diều. Con này tự vó tay hả em? Không, làm dễ. Làm dễ? Cái này làm từ dễ ra. Dễ à? À, thật đấy. Nấy hẳn làm dễ làm diều các bạn á. Không, con này em có cần phải vót không? Em. Không cần vót luôn. Đẳng cấp.
Đấy, như này mấy con này đẳng cấp nha các bạn nhá. Diều mini giật tay này, mình sẽ giật tay cho các bạn xem nha. Ôi. Ôi. Sợ. Đây luôn này. Lên đây đâu. Đấy sợ. Đó, đây rồi nhá. Alo. Thì diều màu đen của mình lên rồi nhá mọi người nhá. Tuấn Quân đứng kia kéo đang rất là nhiệt tình. Đây là một con, đây là con tiêu này là đại trà. Đại trà mà sao? À đuôi rái không phải đại trà. Anh em ơi, giờ mình lên rồi em nhé. Đấy, ông chỉnh làm mất uy tín. Bạn thấy không? Tôi chỉnh giờ nhưng mà tôi chỉnh lần cuối tôi bảo uy tín rồi. Đấy, uy tín mà lại. Đấy. Giờ chỉnh phát lên đây thẳng đứng vậy luôn các bạn nhá. Đó. Úi giời. Thu tận tay này bây giờ này. Tuyệt vời luôn anh em nhá. Bây giờ là Thuận thử thách kéo tận tay này. Con này rất là mềm, rất là ngon luôn. Đấy, làm cánh cong cong tròn đẹp đẹp. Ôi, ôi cẩn thận vào vườn rau. Cẩn thận vào vườn rau của nhà bác. Đấy. Rồi làm sao được, yên tâm. Tôi có cái kinh nghiệm rồi. Đây bạn, giờ bạn giật tay, kéo tận tay cho xem nào. Đây đây đây. Kéo tận tay đi. Nó là đơn giản đối với tôi hơn. Đấy 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 đấy. Kinh chưa? Các bạn ơi. Đang cố gắng bẻ. Đang cố gắng kéo tận tay nhá. Không biết có kéo được không? Nhìn mặt ông này không uy tín lắm. Kéo tận tay đi. Nó là đơn giản. Cố lên. Nó là đơn giản thôi. Cố lên. Kia, đúng rồi. Đây đây đây, kéo tận tay. Ai da. Cười lại nào. Giật chất đây, đẳng cấp luôn nhá. Ok các bạn nhá. Điều này đã lên mãn nhãn rồi anh em ạ. Sao bạn nên nằm giỏ vậy? Ơ, sao cái ống tiêu kìa? Ô. Cái ống sao nó bị lệch rồi. Thế mà lệch mà vẫn lên được. Đẳng cấp đấy. Nhưng mà tôi chỉnh này bạn thấy nên ngon không? Hôm qua bạn để vậy không lên được đúng không? Đâu tôi chỉnh chứ. Thế tôi chỉnh như vừa xong xem của bạn thế nào nhá. Ờ đấy ok. Ok. Thì ok để tôi chỉnh lại xem cái cách của Thuận làm xem cách của Thuận có lên được không nhá. Ui. Cẳng chi. Rồi. Một bên này nhá. Tháo bên này nhá. Bây giờ là theo cách của Thuận, không biết là của Thuận có bay không thì tôi không biết. Giờ là nên cách của Thuận. Tháo đi để tôi kéo vào xem. Đây này, bây giờ là cái cách diều Thuận này. Diều của mình chỉnh nó vẫn khác nha các bạn nhá. Ra nắng mình chẳng thấy. Tôi đèn tí. Ôi lên đi bạn ơi. Lên luôn đi. Chán tiểu bạn, chán nào, chán lắm. Đây tôi. Rồi phát trận thấy hiền ngon lành nhờ. Vì tí đúng không? Ok. Rồi, thu về đây. Bẻ hai cái nha. Đức Quang với Lốc bẻ đồ long đao 90 cân. Ôi, chết mày, thôi. Không bẻ được. Bạn bẻ đi, bạn thử thách bẻ. Đây là... Đây là... Mình là đạt châu nha mọi người nhá. Hôm nay mình sẽ bẻ một cái 50 cân và một cái 40 cân. Thử thách đấy bẻ nha. 50 cân, 40 cân. Một cái 50 cân, một cái 40 cân. Bẻ vậy. Mình to thật nhưng mà không khỏe được như bạn. Mình bạn bẻ dễ vậy. Mà chưa biết có được bẻ được không nhưng mà giờ các bạn muốn xem nhá. 1, 2, 3, xuống. Chưa thấy được lực. Bẻ nó quen. Chưa thấy được lực. Chuẩn bị nhá. Vào. Úi dồi. Úi dồi, cái này cố sức rồi. Mệt lắm mọi người. Bạn bẻ 50 cân đi cho xem nào. Không, phải được rồi. Vẫn chinh phục à? Ui, vào rồi. Thôi bạn ơi, đừng cố bạn ơi. Bật mồm đấy. Bật mồm vỡ mồm đấy. Lúc nãy mình bẻ thôi nhưng mà mệt lắm rồi. Ờ, giờ mình bẻ cái thử cái 40 cân cho các bạn xem. 50 cân. 40 cân nhá. Ok, 40 cân đã. Dễ rồi. Bẻ hết sức rồi. Bẻ đi, bẻ nào. Vào. 50 cân. Duyệt. Đâu bách cái cầm để tôi bẻ ăn. Này. Thuận. Cơ Thuận không đủ đẳng cấp. Mình không xem. Chơi được. Nhưng mà gân cơ bắp của Thuận cũng căng phết các bạn nhá. Không biết là có bẻ không. Bạn ơi bạn giữ cẩn thận vào mồm nhá. Ngất đấy. Vào. Wow. Bạn giữ chặt rồi đấy. Bật mồm đấy.
Dơ dơ sang cái mồm ra. Rồi không? Đúng lên. Khỏe rồi. Rồi, mà để tôi. Sao là đi ra chúng ta. Công ty thật là sân khó khăn. Này, sân chơi này phải là của tôi. Bẻ lò xo thật là. Ra lưu tí anh em ạ. 50 cân nhá. 50 cân đối mình nhá các bạn nhá. Nhìn chưa sợ này. Vừa nãy mình không lên lực anh em ạ. Bây giờ mình phải thể hiện là vừa nãy mình giả vờ tí thôi. Thế á? Thì giờ thật nhá. Đây. Thật tí này. Giờ là Thuận dùng thật nhá. Ok. Có cái gì đâu. Mình dừng sân chơi lại cho Thuận. Đời trai sóng gió như vậy là bình thường. Cỡ Thuận. Vào mồm này các bạn ơi, bật vào mồm này. Một hai ra, cố lên nào. Cố lên bạn ơi. Sao thế? Tì vào. Bạn để cho tì, nó tì sát vào người, tì sát vào hông. Gồng như này. Đấy, xong rồi. Lấy. Đè nó xuống cho nó cong cong nó bắt đầu uốn. Đè vào đùi, nhấc đùi lên, nhấc đùi lên, đè vào đùi. Rồi, bé ạ. Thôi bạn ơi. Chắc là Thuận chưa kiểu như là không quen. Chưa trải nghiệm với cái đồ nặng bao giờ. Nhưng ngày xưa Thuận quan đến mình như lính, Thuận quan không phải dạng vừa đâu. Nhưng mà bây giờ về lâu không xuống tập luyện. Về xuống cấp rồi. Thuận đi lính về rồi mà, mình chưa đi lính. Năm nay tôi đi lính mà. Ui, đi làm gì bạn? Đùa đấy. Tổ quốc gọi. Tổ quốc gọi thì nên đi em nhá. Đấy, có 2 năm lính thôi mà. Đời trai sóng gió như vậy là bình thường đúng không? Đấy. Có gì đâu. Gì cả? Tôi với camera đi rồi. Thôi, mình không bẻ nữa, bởi vì mình bẻ cố là lê toan thôi. Tao ra vậy. Chết luôn. Adu. Khỏe thi. 3 cái. Rồi 3 cái. Ủa sao mình bẻ bẻ tới. Mỗi người có một cái của một cái là khả năng riêng mọi người. Không phải ủi. Mình thì chống khả năng cũng được chục cái một tay. Nhưng mà kiểu mình không luyện tập nên là một cái tay cái Thuận nó dùng nhiều mọi người ạ. Nó hoạt động nhiều nên là đây này. Đấy hoạt động như thế mọi người. Nhầm. Đâu tôi múa mà. Múa. Kể ra lúc ấy, kể ra chỉ có 2 đứa khỏe đúng không? Múa kiểu chú. 2 thanh niên bẻ thì chắc bẻ đồ nông đao, nhưng mà với mình thấy bẻ cũng ok. Cái nói chung là tuyệt vời. Ok anh em thấy video mình hay cho mình like và đăng ký kênh nhá. Bye bye.